tập xong rồi các bạn, mệt muốn xỉu luôn, cân có được mấy ký. À, 40 mấy ký rồi. Đây cái phiếu này là phiếu tập miễn phí 7 ngày các bạn. Một anh muốn tập thì tìm mình ví dụ thôi. Bây giờ chiều mát mát lại rồi đó. Bên kia các bạn có thấy hồ bơi không? Hồ bơi nó nó rất là đẹp ha. Ok, cái này phiếu tập 7 ngày nha, tập thử 7 ngày các bạn nào mà yêu có thì liên hệ nhé. Nó mới học cái xài hương liệu nên là nó hơi thôi nên chị khó khăn thấy gì nó hơi thao đấy, nhưng mà nó chịu một lưng nó tiện. À rồi cảm ơn nhiều. Thử dạ. Ủa giờ nhiều có lớp đen không? Lớp đen có 5 giờ chị. Giờ mới 4 giờ đúng không? 2 giờ xíu. Bữa đăng ký gói yoga 3 tháng được giảm 300 ngàn với lại được tặng cục xà bông nè. Bây giờ mới lấy nè. Xà bông này có tác dụng là trị mụn lưng. Trị mụn lưng ha. Rồi ở đây á, mình có cái phiếu tập thử là 7 ngày, một phiếu người là cho một người. Tập thử 7 ngày ha. Mình có khoảng 4-5 phiếu, các bạn nào cần các bạn liên hệ mình nha. Yoga tức là tập thử miễn phí. Cái mùi không được thơm lắm nha, tại vì cái bé nó là cái này không có không có hóa chất á, cho nên là cái mùi nó không có được thơm nha. Cái này là sản xuất bằng Made in India này. Chennai. Lâu rồi mới tập, bây giờ tập lại muốn xỉu luôn. Mồ hôi mồ hám quá trời luôn các bạn. Bây giờ nghỉ nghỉ một xíu xong rồi bắt đầu với coi có lớp đen nào mình sẽ tập đen nữa ha, còn không có thì đi về luôn. Đây phiếu quà tặng 7 ngày miễn phí tập thử 7 ngày một phiếu cho mọi người ha. Mình có 4-5 phiếu gì đó. Các bạn nào thích thì liên hệ ngay nha. Tại vì cái phiếu này nó có giá trị trong tháng 10/11 này là hết ha. Cái này còn hơi đổ nè. Tính qua tập cái máy chạy bộ nữa mà mệt quá, hết chịu nổi. Ok, bây giờ mình nghỉ mệt xíu rồi bắt đầu mình
mình đợi ra lớp đen để mình vô mình nhảy ha, hoặc là có thể là nếu mà mệt quá thì đi về luôn ha. Rồi ok, tạm biệt các bạn nha. Nhớ theo dõi những cái video tiếp theo và nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Ok bye.